Hôm nay bà ngoại con sẽ làm món tôm chiên xù và xúc xích chiên. Và bây giờ con sẽ giới thiệu nguyên liệu. Đây là bột chiên xù, bột chiên giòn, trứng, xúc xích và tôm, một ly nước. Và bây giờ bà ngoại con sẽ bắt đầu làm nha. Mình đánh đều rồi, bắt đầu để bọ. Giờ mình để thêm miếng nước cho các bạn. Giờ tôm với xúc xích của bà ngoại con chiên đã chín rồi, mời ông bà cô chú cùng ăn, mời cậu mời Kiệt cùng ăn. Hôm nay có cậu con ở dưới quê lên, mời ông bà cô chú cùng ăn. Ngon ngon. Ngon không? Ngon. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Rất là ngon luôn. Mời ông bà cô chú cùng ăn nha. Ăn ngon. Mời ông bà cô chú cùng ăn nha. Nó thật ngon luôn. Mời ông bà cô chú cùng ăn nhiều. Mở đuôi đi. Rất là ngon luôn. Ngon quá ngon. Xuất sắc luôn. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Quá giòn luôn. Giòn lắm rồi. Mời ông bà cô chú cùng ăn.
rất là ngon luôn. Quá ngon. Mà ông bà có chút một ăn. Rất ngon. Phúc khắc. Hãy quê mình có thường ăn cái món này không? Lâu lâu mới ăn. Ngon quá trời ngon luôn. Ngon quá trời ngon luôn á. Mời ông bà cô chú cùng ăn. Quá ngon. Rất ngon luôn. Cơm quá giòn luôn. Mà ông bà có chú uống nước. Mẹ ông bà có chú cũng uống nước nha. Đây là hình con bạch tuộc nha. Chút xích hình con bạch tuộc á. Rất là ngon luôn. Đây là cây xúc xích hình cây thông Noel nè, xúc cho kẹt nha. Ừ. Còn đây là xúc xích hình con cua sẽ cho pin. Con sẽ ăn hình con bạch tuộc. Mời ông bà cô chú cùng ăn nha. Mời ông bà cô chú cùng ăn.
Mà ông bà có chú cũng uống nước. Mà ông bà có chú bây giờ đến là khúc hết rồi. Nếu ông bà cô chú và các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký ủng hộ con nha. Bye bye. Bye bye.